dưỡng là phương pháp giữ sinh thông qua việc ăn uống. Phương pháp này được khám phá bởi giáo sư người Nhật có tên là Sakura Sawanochi. Và phương pháp này là dựa trên sự cân bằng âm dương trong việc chế biến món ăn từ gạo lứt, muối mè và rau củ quả trồng theo phương pháp hữu cơ. Thực dưỡng đã phát triển phổ biến tại Nhật Bản sau khi Mỹ ném hai quả bom xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki. Đã có rất nhiều bệnh nhân mắc bệnh ung thư xương đã được chữa khỏi nhờ phương pháp này. Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã công nhận thực dưỡng là phương pháp phòng và chữa bệnh. Dưỡng sinh thông qua việc ăn uống nghe thì có vẻ rất hàn lâm, nhưng thực tế thì lại vô cùng đơn giản. Và sau đây thì mời quý vị cùng tôi đến với một không gian trong lành dành cho những món ăn thực dưỡng có tên là Búp Tâm An. Có thể xem cuốn sách mà chị đang đọc lúc nãy được không? Dạ, được ạ. Đây là cuốn phòng và trị bệnh ung thư theo phương pháp thực dưỡng Osawa. Mình đang tìm hiểu về vấn đề ung thư trong cách phòng bệnh thông qua món ăn thực dưỡng. Đúng rồi, có. Mình có cái tâm huyết là mong muốn là tìm hiểu sâu về những cái đồ ăn uống dưỡng sinh. Từ đấy thì sẽ cân bằng được năng lượng cơ thể. Được biết là Chí thì là một trong những người mà tham gia là tìm hiểu về thực dưỡng và sáng lập ra nhóm Búp Tâm An. Thế thì cái thời điểm đầu mà khi mà như thế nào mà biết đến cái thực dưỡng này và yêu thích nó như thế? Thực ra nó cũng có nhiều cái duyên nhỏ thì nó ghép thành một cái duyên lớn. Thì mình có biết đến đạo Phật và tìm hiểu về đạo Phật. Sau thời gian tìm hiểu thì mình cũng đi chuyên sâu vào hơn. Thì trước đây là mình làm về đồ mặn. Và sau đấy mình tìm hiểu về nhân quả sát sinh thì mình thấy là mình nên làm những cái nó thuận tự nhiên, mình chỉ dùng những cái thực phẩm từ thực vật thì nó sẽ đảm bảo cái sự an lành cho cơ thể cũng như là tâm hồn mình nhiều hơn. Nghe có vẻ là một cái hành trình rất là dài và đúng như chị nói là những cái duyên nhỏ tạo thành cái duyên lớn ý. Đối với bản thân Chí thì là áp dụng thực dưỡng vào thì đã thấy có thể có những cái sự thay đổi, có những cái tiến bộ tích cực như thế nào so với cái thời điểm mà trước khi mà mình biết đến các phương pháp thực dưỡng? Thay đổi rất là nhiều. Vì trước đây mình là một cái người ham chơi, rồi rất là nóng tính, làm mọi việc rất là vội vàng. Trong hình dáng bây giờ thì có vẻ không phải như thế. Đúng là nhờ thực dưỡng và thiền của đạo Phật thì mình cũng đang càng ngày thực hành, cũng đang trên bước học hỏi thôi. Nhưng mà khi mình được học hỏi, mình được tiếp cận và mình thực hành thì nó cũng thanh lọc dần cho cái tâm hồn cũng như cái cơ thể của mình. Thì mình trầm tĩnh lại hơn, làm mọi việc nó có chiều sâu hơn. Khi mà vừa cả theo phương pháp thực dưỡng và vừa cả theo đạo Phật ấy, thì cái sự khác biệt giữa chay và chay thực dưỡng thì là như thế nào? Theo quan điểm của mình, thì đồ chay tức là mọi người sử dụng là thuần thực vật rồi, nhưng mà bên cạnh đấy thì mọi người vẫn còn sử dụng những cái đồ đã qua tinh luyện và có sử dụng những cái hóa chất bảo quản. Còn chay thực dưỡng là thực phẩm dưỡng sinh thuần thực vật, và ví dụ như là cái nước tương, như bình thường mình dùng nước tương xì dầu, chay thực dưỡng gọi là tamari, thì là từ cái hạt đậu nành thuần chủng, không biến đổi gen, và người ta ủ lên men. Nếu mà để càng lâu thì cái chất lượng của nó đối với sức khỏe nó là càng tốt hơn. Nó có cái sự dương hóa lên, kháng khuẩn rất là tốt. Thực dưỡng là cái phương pháp gần với tự nhiên nhất đúng không? Để cơ thể con người gần với tự nhiên nhất và cân bằng nhờ những cái thực phẩm đấy để có thể giúp cơ thể con người có sự phòng và chữa bệnh đúng không? Thay vì dùng các cái loại thuốc kháng sinh từ bên ngoài mình đưa vào. Thì bên thực dưỡng thì không có sử dụng bất cứ loại thuốc nào, mà chỉ thuần là mình nhờ những cái thực phẩm thực vật đấy mình vừa ăn, mình uống, sau đấy mình lại lắng nghe cơ thể mình xem mình có phù hợp với cả loại rau củ này hay loại rau củ kia không. Như vậy tức là cái dù phương pháp dưỡng là có những cái nguyên lý cơ bản, nhưng mà tùy đối với từng người và từng thể trạng mà mình có những cái cách thức khác nhau đúng không? Miễn là mình cảm thấy là cái phương pháp thực dưỡng này nó tốt với bản thân mình, chứ nó cũng không có công thức chung cho tất cả mọi người đúng không? Chính xác. Cái công thức chung mà nó đúng nhất ấy, thực ra là mỗi bản thân, mỗi người là phải tự lắng nghe cơ thể của mình khi mình tiếp xúc với đồ ăn, khi mình tiếp xúc với đồ uống.
Còn ví dụ mình ở miền Bắc, khí hậu thời tiết nó khác, cái cây trồng nó cũng tiếp xúc và loại đất khác nhau, rồi những cái người miền Nam lại cũng tiếp xúc với đất hay khí hậu khác, thì cách ăn uống và cái cảm thụ hấp thụ được cái đồ thực phẩm đấy nó cũng rất là khác nhau. À, khi mà đến đây được biết về phương pháp thực dưỡng thì bản thân mình cũng rất là mong muốn là được xem mọi người làm những cái món ăn thực dưỡng thì nó khác như thế nào với món ăn chay và món ăn thông thường hiện nay. Và nếu mà được nếm thử nữa thì cảm thấy sẽ rất là tuyệt. Thì không biết là trong nhóm mình có đang chuẩn bị món ăn nào không để mình có thể đi tham quan được không? Dạ cũng có, Bút Tâm An cũng đã chuẩn bị, thì nay mời chị cùng lên tham quan và gặp gỡ các bạn trong nhóm. Tôi cũng rất là tò mò, không biết là phương pháp chế biến những món ăn thực dưỡng thì khác như thế nào với cái phương pháp chế biến các món ăn thông thường. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đi lên để gặp bạn bếp trưởng mà Trí đã giới thiệu để xem là bạn ấy sẽ chế biến những món ăn này như thế nào. À, xin Đâu chào Trường, hôm nay thì mình đang chuẩn bị được nhiều món cho cái mâm cơm thực dưỡng của mình chưa? Dạ em cũng chuẩn bị được một số món rồi nhưng mà bây giờ thiếu một số nguyên liệu cần đi mua thêm để chuẩn bị cho đầy đủ. Thế mình có thể đi cùng không? Vì mình cũng muốn xem là cái cách mình chọn những cái nguyên liệu để mình làm món thực dưỡng như thế nào. Dạ vâng, tất nhiên là được. Mình đi chợ ngay gần đây đúng không? Các đồ thực dưỡng này thì nó không có phù hợp với đồ ngoài chợ. Đồ ngoài chợ thì cái rau củ quả nó không được đảm bảo với đồ ăn thực dưỡng. Nên mà mình sẽ qua cửa hàng thực phẩm hữu cơ để mua. À, hóa ra đây cũng là điểm rất là lưu ý để khi mà bắt đầu nấu những món ăn thực dưỡng đúng không ạ? Mình cùng đi chợ để chọn nguyên liệu. Hôm nay thì mình sẽ làm những món ăn thực dưỡng gì và cần những rau quả gì ạ? Hôm nay thì mình sẽ làm một số món truyền thống như là canh măng này, nem này, xôi, chè, một món cuốn, một món xào. Đây là một số các sản phẩm thực phẩm hữu cơ. Thì những củ quả hữu cơ thì nó thường nhỏ, màu sắc nó nhạt hơn chứ nó không đỏ thẫm như ví dụ như cà rốt này. Nó sẽ không đỏ thẫm như cái cà rốt của Trung Quốc hay được sử dụng cái hóa chất để làm cho nó nhanh. Ừ, nhưng mà trong cái phương pháp thực dưỡng của mình thì nhất định là phải là rau quả hữu cơ đúng không? Không hoàn toàn nhất thiết là rau củ hữu cơ, mà rau củ sạch cũng rất là tốt rồi. Vì các cái rau củ kia thì khi một để tạo nên một thực phẩm, một rau củ quả thì nó cần các yếu tố thời gian, nguồn nước sạch đảm bảo, mà cái rau củ bình thường thì không được nguồn nước đảm bảo. Người ta dùng phân bón mà kích thích lên quá nhanh thì cái rút ngắn cái thời gian đi thì cái giá trị dinh dưỡng nó không đảm bảo và nó nhiễm rất là nhiều hóa chất vào trong đó, ăn nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Thì khi các cái thực phẩm mà phát triển nó quá nhanh và chứa nhiều nước, nó sẽ âm hơn là những cái thực phẩm phát triển chậm hơn, có nhiều thời gian hơn, lâu thời gian hơn thì nó sẽ dương hơn. Mọi người có thể để ý là hôm nay đi chợ thì tôi cầm thêm một cái túi cói và nó không giống với mọi người là dùng cái làn nhựa hay là dùng túi ni lông. Đây là một cái yêu cầu mà bạn trưởng bạn yêu cầu tôi phải mang đi nếu mà muốn được theo bạn để đi chợ để mua đồ cho bữa ăn thực dưỡng ngày hôm nay. Nhưng mà trưởng có thể nói là tại sao tôi nhất định phải mang cái túi này đi không? Thực ra thực dưỡng thì rất là tôn trọng tự nhiên, tôn trọng môi trường. Để tạo ra được một thực phẩm tốt thì cần bảo vệ môi trường. Một môi trường tốt sẽ tạo ra một thực phẩm tốt. Thì cái túi cói này tránh được cái tình trạng mà xả túi rác, xả túi ni lông ra môi trường. Túi ni lông thì rất là, các bạn biết là rất là khó phân hủy và tạo ra rất là nhiều các độc tố. Cũng như các cái thực phẩm này đều là thực phẩm tự nhiên, thực phẩm an toàn. Mà khi mà được tiếp xúc với túi ni lông không có tốt, nó sản xuất không tốt, có hóa chất thì nó sẽ nhiễm vào thực phẩm này. Từ thực phẩm sạch để chuyển thành một cái thực phẩm không tốt. À, hóa ra là như vậy. Chứ là bây giờ muốn theo phương pháp thực dưỡng thì trước tiên chúng ta cũng phải chuẩn bị cho mình những cái chi tiết rất là nhỏ như này để có thể đảm bảo bữa ăn thực dưỡng của mình tốt nhất. Giờ là thanh toán để về chuẩn bị đúng không?